Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Quang Trương. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 4 tháng 5 2020. Và ngay sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Đền thờ và trường học tại vùng ít nhiễm COVID-19 của Iran tái mở cửa. Brazil thắp sáng tượng Chúa Giêsu để kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Hy Lạp di dời một số người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi đảo Lesbos. Thuốc điều trị COVID-19 có thể sẽ đến bệnh viện tại Hoa Kỳ trong tuần lễ này. Tổng thống Trump cho rằng con số người Hoa Kỳ thiệt mạng vì COVID-19 có thể lên đến 100.000 người. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết cho phần tin thế giới sẽ được mở đầu với Quang Trương. Bản tin thế giới đầu tiên cho biết đền thờ và trường học tại vùng ít nhiễm COVID-19 của Iran được tái mở cửa. Chính phủ Iran hiện đang có kế hoạch tái mở cửa các ngôi đền thờ Hồi giáo và trường học vốn tọa lạc tại những khu vực ít có nguy cơ lây nhiễm coronavirus và đồng thời là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19 ở khắp nơi. Quyết định này được đưa ra ngay vào thời điểm Tổng thống Hassan Rouhani bắt đầu cho nới lỏng lệnh phong tỏa và đi lại trên toàn quốc nhằm mục đích vực dậy nền kinh tế cũng như là giúp cho người dân quay về với cuộc sống bình thường. Dựa vào tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19, thì Bộ Y tế của Iran đã khoanh vùng một số tỉnh thành theo ba sắc màu trắng, vàng và đỏ. Bắt đầu vào cuối ngày thứ Hai, 4 tháng 5, thì những đền thờ ở nơi ít bị lây nhiễm sẽ được hoạt động trở lại sau khi số người ngã bệnh giảm đi đáng kể suốt vài ngày qua. Nhìn chung trên toàn quốc, tỷ lệ tử vong vì đại dịch gây suy hô hấp vẫn đang tiếp tục tăng vọt và hiện đứng ở mức là 6.203 người, trong khi tổng số người nhiễm bệnh vượt ngưỡng 97.400 người tính tới thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, Brazil đã thắp sáng tượng Chúa Giêsu để kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Tượng Chúa Giêsu nổi tiếng tọa lạc tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 đã được thắp sáng nhằm mục đích là truyền tải thông điệp kêu gọi tất cả mọi người nên đeo khẩu trang mỗi khi ra đường nhằm để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm coronavirus. Trong bối cảnh mà đại dịch gây suy hô hấp COVID-19 đang tiếp tục hoành hành trên thế giới, bao gồm cả khu vực châu Mỹ Latin. Ngoài ra, người dân Brazil còn được chính phủ khuyến cáo giữ khoảng cách tuyệt đối ở chốn công cộng cũng như tăng cường việc chăm sóc bản thân để tự bảo vệ sinh mạng của mình. Vì hiện tại vẫn chưa có vaccine hay thuốc đặc trị dành cho COVID-19. Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, tại Brazil đã có 101.147 người xét nghiệm dương tính với coronavirus và 7.025 người đã qua đời, không chỉ có ở người cao niên. Trong khi đó, trên toàn thế giới đã có hơn 3.5 triệu người lây nhiễm và khoảng 250.000 người đã qua đời vài tuần lễ sau khi đỉnh điểm của dịch bệnh qua đi. Hy Lạp di dời một số người nhập cư bất hợp pháp ra đảo Lesbos. Thưa quý vị, chính phủ của Hy Lạp vào ngày Chủ nhật 3 tháng 5 đã di dời những người nhập cư bất hợp pháp có nguy cơ nhiễm bệnh cao sang đất liền sau một thời gian sống chen chúc trong trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos trong khuôn khổ của chiến dịch đẩy lùi đại dịch COVID-19, thể theo báo cáo mới nhất do Bộ Di cư và Y tế đưa ra. Đài truyền hình địa phương vào cùng ngày cho biết là hai chiếc phà chở theo hàng trăm di dân lậu đã rời khỏi hải cảng chính của đảo Lesbos vào lúc xế chiều. Trước khi di tản thì mọi người đã được kiểm tra sức khỏe và thân nhiệt một cách kỹ lưỡng. Ai nấy đều phải đeo mặt nạ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Hầu hết thì những người này đều trong độ tuổi cao niên hoặc là có sức khỏe yếu kém. Suốt hai tuần lễ vừa qua, đã có ít nhất 800 người được đưa ra khỏi đảo Lesbos. Phần còn lại sẽ được di dời vào cuối tháng do môi trường sinh sống tồi tàn trong trại tị nạn đang làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh suy hô hấp nêu trên. Số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Pakistan hiện đang ít hơn so với những quốc gia khác. Bộ trưởng Phát triển Thành thị của Pakistan là Asad Umar vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 cho biết số người bị thiệt mạng vì coronavirus tại Pakistan thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong tại những quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là khi so sánh với Âu Châu hoặc Hoa Kỳ. Phát biểu này đã được ông Umar đưa ra tại thủ đô Islamabad ngay vào thời điểm Pakistan đang có kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế bằng cách là cho nới lỏng lệnh phong tỏa và cấm đi lại ở một số nơi trên toàn cõi quốc gia.
Mặc dù số người chết tại Pakistan không cao, nhưng dịch bệnh cũng đủ khiến cho nền kinh tế rơi vào cảnh điêu đứng, với khoản doanh thu và lợi nhuận thất thoát lên đến 0.75 tỷ Mỹ Kim trong vòng một tháng vừa qua. Chính sách cách ly với xã hội đã khiến cho nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, điển hình như ở Lahore. Tính đến nay, ở Pakistan đã có thêm 989 người lây nhiễm coronavirus và nâng tổng số người ngã bệnh lên mức 19.000 người. Tuy nhiên, chỉ có 440 người trong số này tử vong. Canada sẽ hỗ trợ tài chính cho kế hoạch nghiên cứu về COVID-19 và sức khỏe về tâm thần. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ đồng hồ vừa qua ở Canada đã tăng dưới mức 5% và cho thấy đại dịch COVID-19 đang dần vượt qua mức đỉnh điểm. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, thì Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho chương trình nghiên cứu vaccine lẫn thuốc đặc trị coronavirus và đồng thời đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Nghiên cứu do công ty dược phẩm có tên là Appsalara, đứng đầu theo lời của ông Trudeau, sẽ được mang ra thử nghiệm trên con người bắt đầu từ tháng 7 tới đây. Sức khỏe tâm thần đang được xem là một trong những quan tâm hàng đầu của chính phủ, trong bối cảnh người dân bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý bởi chính sách phong tỏa và cấm đi lại trên toàn cõi quốc gia. Thể theo thống kê của Bộ Y tế, thì số người chết vì COVID-19 ở Canada nay đã tăng thêm 4.6% và hiện đứng ở mức là 3.606 người trên toàn quốc. Lebanon nới lỏng các lệnh cấm liên quan tới coronavirus. Giới lãnh đạo của Lebanon vào thứ Hai ngày 4 tháng 5 đã tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa và cấm đi lại xoay quanh dịch bệnh COVID-19 để cho người dân ra ngoài hít thở không khí trong lành và đồng thời tạo ra cơ hội cho các cơ sở thương mại hoạt động trở lại tại thủ đô Beirut và một số tỉnh thành khác trên toàn cõi quốc gia. Lượng khách ra vào những nhà hàng này đang phải giảm xuống nhằm để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ người sang người. Bất chấp những gánh nặng về mặt kinh tế, thì nhiều chủ nhân cơ sở thương mại cho biết việc nới lỏng lệnh cấm không giúp ích được họ vào lúc này vì cư dân vẫn còn dè dặt mỗi khi ra ngoài hay là xuất hiện trong đám đông. Hiện tại thì Lebanon đang trong tiến trình thương thuyết với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngay vào thời điểm mà đồng nội tệ bị mất giá và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Và ngày 8 tháng 6 sắp tới thì phi trường sẽ bắt đầu nối lại các hoạt động. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 5. Thưa quý vị, Thủ tướng của Nhật Bản ông Shinzo Abe vào ngày thứ Hai 4 tháng 5 cho biết ông đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sang tận cuối tháng vì những diễn biến đang rất phức tạp của đại dịch COVID-19 vốn có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán của Trung Hoa. Bắt đầu vào ngày 31 tháng 5, nếu như tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống thì ông Abe sẽ cân nhắc việc nới lỏng các chính sách phòng chống COVID-19 để vực dậy nền kinh tế cũng như giúp cho người dân quay về với cuộc sống bình thường. Ở tại 13 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, bao gồm thủ đô Tokyo và thành phố Osaka. Nhật đang có mục tiêu giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc giữa người và người bằng những chính sách cách ly với xã hội. Tình hình này nếu như kéo dài có thể sẽ gây ảnh hưởng tới việc tổ chức Thế vận hội Olympic vốn đã bị trì hoãn sang tháng 7 của năm sau. Người đứng đầu Hiệp hội Y tế Nhật Bản cho biết điều quan trọng hiện nay chính là đẩy nhanh tiến trình xét nghiệm COVID-19 chứ không nên vội vã dỡ bỏ các lệnh cấm ở khắp nơi. Đến đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa.